Phương Quế xin kính chào quý khán thính giả của Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan xin kính chào Toái Hồ đến quý khán thính giả thương mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Đài Hồng Việt. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rũ bỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau chia sẻ, hàn huyên tâm sự những kỷ niệm buồn vui thời chinh chiến. Tất cả mọi chia sẻ, đóng góp ý kiến, các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tiếng hát hậu phương @yahoo.com hoặc điện thoại trực tiếp vào qua số 714-933-7877. Dạ, kính thưa quý vị, như tuần qua thì Trang Lan cũng có thông báo là mẹ của Phù Hồng Quế đã qua đời thứ hai tuần trước. Thì hôm nay Quế có muốn mượn làn sóng này để cảm tạ hay không? Dạ, những vâng. Người tới phúng điếu thăm viếng. Dạ, dạ vâng. Kính thưa quý vị, Phù Hồng Quế xin phép mượn làn sóng của Hồng Việt TV để đại diện gia đình thành kính tri ân các hội đoàn, đoàn thể, các chùa, các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí, các bà con, thân hữu, bạn bè, anh chị em nghệ sĩ, liên hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, gia đình thiếu tướng Lê Minh Đảo, Connecticut, gia đình đại tá Lê Văn Trang, Canada, cùng tất cả quý vị khán thính giả khắp nơi đã email, điện thoại, gửi vòng hoa, phúng điếu để chia buồn, cũng như đến cầu nguyện và tiễn đưa mẹ bà của gia đình chúng tôi là cụ bà Nguyễn Thị Yến, pháp danh Diệu Bảo, mất ngày 28 tháng 7 năm 2015 tại California, hưởng thọ 91 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ sót, kính mong quý vị niệm tình tha thứ cho. Dạ vâng, và để trở lại với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương ngày hôm nay, Phương Hồng Quế xin giới thiệu một người ca sĩ trẻ nhưng cô rất yêu dòng nhạc lính và yêu màu áo lính. Chúng tôi xin giới thiệu nữ ca sĩ Minh Hạnh. Mình xin kính chào toàn thể quý vị của Đài Hồng Việt TV. Xin chào chị Phương Hồng Quế, chị Trang Thanh Lan và anh Nghĩa Sữa. Dạ, hai chị xin hân hạnh đón tiếp Minh Hạnh tới với bộ quân phục quá là đẹp luôn. Chào Nghĩa Sữa. Thì hôm nay em đến với chương trình với cái bộ đồ lính như thế này thì chắc chắn là gia đình em có ai là cựu quân nhân hay không mà em yêu mạo lính như vậy? Thưa chị, thưa khán thính giả, bố của Minh Hạnh đó là một cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bố của Minh Hạnh là cái lon cuối cùng mà bố chạy quân. Tức là chức vụ cuối cùng đó. Chức vụ cuối cùng đó. Thì bố mình là thiếu tá của thủy quân lục chiến. Tiểu đoàn mấy cơ? Bố làm ở bộ tổng tham mưu tư lệnh, bộ tư lệnh thủy quân lục chiến trên đường Lê Thánh Tôn. Dạ. Và Nguyễn Nhăn Nho nữa cũng là hai cái địa điểm. Nhưng mà cái địa điểm chánh á, bộ tư lệnh theo chị biết là bộ tư lệnh đó. Ở trên đường Lê Thánh Tôn, cuối đường á. Dạ. Em bắt đầu em biết cái yêu bộ quân phục này từ lúc nào vậy cơ? Chị, con nhà lính, em, tụi em ở trong trại lính từ bé tới lớn. Thành ra là tụi em gặp lính, hình như là yêu cái màu lính từ bé tới lớn rồi. Không nhất còn là màu áo thủy quân lục chiến, đúng không? Dạ, vâng, dạ. Nhưng mà khi mà em cái đầu tiên hết em thấy cái bộ quân phục của ba em mà em cảm nhận được là từ lúc em mấy tuổi? Chúng em... Nhà chúng em đó thì bố sanh ra là 7 chị em gái. Wow. Chỉ có một thằng con trai thôi.
Thì ra là chúng em mê bố từ bé. Bố làm cái gì cũng mê, mà tụi em ở trong cái trại lính nữa. Thành ra là cái bộ quân phục đó nó ảnh hưởng rất là lớn. Khi mà tụi em lớn lên thì chị cũng chỉ có mơ là sẽ lấy được một anh nào hào hùng giống bố của tụi em thôi. Nhưng mà có được hay không? Em còn bé quá, em chạy qua, em đi qua Không, bên Mỹ còn bé sau này là hơn. em có được một người nào mà yêu bộ quân phục giống như em, rồi hai người có thể mà tâm đầu ý hợp với nhau chưa? À, dạ Tức như không, Lý đã Trung chưa. Nhân hay có người yêu là lính không? Chắc có lẽ Dạ là thực còn không, trẻ quá. em còn bé lắm. Dạ hả? Không, ý chị nói là sau này là tức là qua bên Mỹ rồi đó. Ô, qua bên Mỹ Là thì hình như là em không có được dịp. Em không có được dịp quen với lại mình đi học từ high school bên đây qua xong lên lên tới đại học đó, em không có được dịp, nghĩa là quen biết với mấy người lính lính ngày xưa, tại cũ. lính ngày xưa Dạ nói hả? chưa đúng, Theo chị biết cỡ là cỡ cỡ chúng mình là lớn tuổi hết rồi, Minh Hạnh thì gia còn đình của Minh trẻ. Hạnh là cũng có một vị sĩ quan rất là cao cấp trong quân đội Mỹ đúng không? Rất hân hạnh phải không? Dạ. Đó là, kính thưa quý vị, trong gia đình Minh Hạnh có một người em trai hả? Dạ. Cái người em trai đó là, kính thưa quý vị, là chuẩn tướng Lương Xuân Việt, là cái người Việt Nam quốc tịch Mỹ, tức là đã có một cái chức vụ ở trong quân đội Mỹ Đâu đâu. rất là cao, Đâu đâu. phải không? Dạ. Thì là em có thể kể cho khán giả biết là Lương Xuân Việt ngày nhỏ có những cái Đặc sở thích tính. nào đó, cái sở Đặc thích nào tính. mà để lớn lên mà đi vào trong quân đội Hoa Kỳ mà một cái chức vụ cũng là cao như vậy. Hồi bé đó thì thật tình mà nói không thể nào mà ngờ Việt sẽ có được một cái cơ hội để phục vụ cho đất nước Mỹ, cũng như là một cái thành tích vẻ vang cho dân Việt Cho Nam. người Việt Nam Dạ, hả? tụi em cũng thật tình không biết đâu chị. Khi mà Việt còn bé, Việt phá lắm. Việt phá mà lúc mà khi mà Việt lên tới college rồi đó, thì em thấy hình như là Việt gần với bố rất là nhiều. Việt gần với bố, lúc đó bố em á, là phải nói là về chính trị bố em rất là giỏi. Thế đó tụi em, bố em train tụi em như là lính vậy đó. Tụi em bữa cơm là phải có hội nghị bàn tròn, bố nói chuyện tụi em nghe, và từ đó là tụi em ảnh hưởng bố rất là nhiều. Và Việt thì rất Con là nghe trai. lời, dạ rất là nghe lời của bố. Thì mặc dù là cái thời gian Việt lớn đó, chị biết không, khi mà cái cỡ của tụi em thì đứa nào cũng học là học về accounting, thấy không? Mà cỡ Việt á, cái generation của Việt á là phải làm kỹ sư, bác sĩ. Nhưng mà Việt thì nhất định là không. Việt Việt nhất định là Việt phải học về quân sự. Thành ra là có bố em đỡ đầu nữa, thành ra mẹ không nói được. Tức là Việt cũng có một cái lý tưởng từ Dạ đúng nhỏ rồi, dạ rồi vâng. nha. Là Đây bắt đầu là việc đi vào lính rồi năm nào em? Em có nhớ không? Em chẳng nhớ đâu chị, tại vì lúc đó là em lấy chồng sớm, thành ra là em cũng ra khỏi gia đình cũng rất là sớm nha. Rồi cái cứ từ từ là cái cấp bậc nó lên như vậy rồi chắc cũng đi xa. Nhưng Dạ mà vâng. Theo em biết đó, là Việt thật tình cũng ở trong quân đội Mỹ nó cũng có cái cực riêng đó chị, xa vợ xa con. Mà em nhớ khi mà Việt nói là cái thời gian mà thí dụ như là vợ của Việt đang mang thai đó, mà Việt làm join cái special force, nó là cái kiểu như là đi mà không biết, chỉ đeo đeo ba lô vô lên máy bay rồi mới biết là mình đi đâu. Thành ra là khổ lắm, mỗi lần vợ Việt bảo là khi mà điện thoại reng buổi đêm á là vợ Việt rất là lo, tại mình Sợ. không biết là chồng sẽ đi đâu. Dạ. Nhưng mà chắc là chị nghĩ là gia đình em, mẹ và là mấy chị em, bảy chị em gái rất là hãnh diện vì Việt phải không? Dạ vâng. Nếu mà chị có một người trong quân đội Mỹ mà giống như em thì chị cũng rất là hãnh diện, cũng là sung sướng đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng hãnh diện chứ, tại vì Đâu Việt đâu là mà cái mà không người mà không phải là chức thì là mình thượng hãnh diện đô chung. đốc chuẩn quận. Dạ, mình hãnh Đô diện đốc. chung cho người Việt Nam Đại thôi, diện nhưng mà chung nếu cho người riêng Việt gia Nam. đình thì hãnh diện Dạ hơn đúng rồi. rồi. Nhưng mà Nhưng mà Việt có khi thường đến về thăm cha mẹ được không? Việt thì thường thường Việt đi xa. Hồi xưa lúc mà cái chức vụ nó bé đó thì còn về được nhiều, mà khi cái chức vụ lên tới đại tá và bây giờ tướng thì cái time của Việt rất là ít. Em chỉ nghe nghe Việt tụi em chỉ có liên lạc bằng email hay là gọi điện thoại thôi nha. Cũng Dạ, cũng nãy không giờ được mình gặp hả? mình phỏng vấn Minh Hạnh mà sao mình nói về Việt không vậy trời. Không, tại vì bây giờ Lương Xuân Việt bây giờ mình cũng trở là một trong lại những người trong quân đội. trở lại với Minh Hạnh đi, ca sĩ Trở lại Minh với Hạnh. ba đi, trở lại với Dạ, ba, nói về ba bố trở đi, lại với bố bố đi. chứ. Em lúc trước là bố làm văn phòng, nhưng mà có khi nào bố đi công tác xa hay không? Em chỉ biết khi hồi bé đó thì bố em là lính trận xa nhà, xong rồi 10 năm về sau trở lại đó,
thì bố em làm tùy viên cho tướng Lê Nguyên Khang. Và nếu em nhớ không có lầm, trước năm 75 em không nhớ là cái thời điểm nào, khoảng 72, 73 gì đó, thì là tướng Lê Nguyên Khang được điều về Bộ Tổng Tham mưu để làm giám sát hành quân. Thành ra bố em là lúc nào cũng phải đi kèm với lại ông tướng trong những cái mặt trận mà dầu sôi lửa bỏng của miền Nam Việt Nam về sau. Tức là em có thể là hiện giờ cũng có các bác các chú thủy quân lục chiến đang xem chương trình, có thể là muốn biết coi ba em, là biết tên của ba em, thì em có thể cho các bác các chú lính ngày xưa biết tên ba em được không? Bố của Minh Hạnh là lính Ngũ Xanh, Lương Xuân Đường, thiếu tá Lương Xuân Đường. Nhưng mà cái lúc mà gia đình em đi là trước 75 hay sau 75? Nếu mà nói cái đó đó chị, em nhớ rất là dai, là tại vì thứ nhất đó, là lúc đó tụi em còn bé lắm. Chị lớn lúc đó mới có 17 tuổi thôi. Thành ra bố em là dẫn 8 người con. Bố em có bổn phận là đưa 8 người con vô phi trường, rồi bố em phải trở về với lại ông tướng. Nhưng mà lúc cái tự nhiên cái phi trường mình năm 30 tháng 4, 29 tháng 4 gì đó là bị pháo kích. Bố em không bỏ tụi em được. Cái lúc đó em nhìn lên em thấy bố em vẫn mặc bộ đồ trục lục chiến, mà mới có một ngày thôi mà râu ria đã là mọc ra. Tại vì con bé út lúc đó mới có được khoảng 20 mấy tháng thôi, một tay mà 7 đứa con gái. Thì bố em có dặn là tụi con khi mà Việt Cộng mà có vào đây đó thì tụi con phải nghe lời của tụi em gọi bố bằng cậu, tại người Bắc gọi bố bằng cậu. Tụi con phải nghe lời cậu, nghĩa là nó có bắt cậu đi chăng nữa tụi con cũng cứ phải đi, dẫn nhau đứa lớn coi đứa bé, cứ hai đứa một 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 cặp là phải đi. Đứa nào bị thương bỏ lo chạy lấy mình. Bố tụi em dạy giống như là lính đó, thành ra là nhà Kỷ nó luật. cứ từng cặp tụi em đi. Bố em bảo là không có ngoảnh lại, đứa kia bị thương là phải bỏ chứ không có được, nếu không là Hay bị quá. kẹt hết. Rồi cuối cùng bố đi lúc nào? Thì bố em đi đi lúc đó là cũng tụi em được phi trường, được cả máy bay Mỹ bốc. Thì cũng như em nói chị, bố em là tại vì giám sát hành quân đó, bố em biết là cái vùng nào nó mất trước rồi thì bố đưa vào phi trường. Thì lúc đó em nhớ là lúc đó phi trường bị curfew, có nghĩa là bị gì quên đây, Giới giới nghiêm, nghiêm, giới bị nghiêm luật. curfew đó, thì không có được đi ra đi vào. Thì có nhiều người lúc đó thì cái phi trường đó là người ta vào người ta phá ở mấy cái PX của Mỹ đó, ăn uống ở đây đó hết. Rồi trời mưa đổ xuống thì lúc đó thì nghe tin là Mỹ đã bỏ đi hết rồi, phi đạo thì là bị cháy. Thành ra là bố em mới đứng lên mới nói là các con dọn hết những cái chỗ này, tại một hồi nữa, một lát nữa, chỉ trong vòng nửa tiếng, một tiếng nữa thôi là có máy bay bốc. Mà nếu mà máy bay trực thăng mà nó xuống á thì nó quay cái chị biết đồ nó bay Bay lên á. gió gió nó Đó, bay. gió nó bay lên, thành ra là sẽ không làm được. Lúc đó trời mưa, mới trời mưa xong tụi em mấy đứa con gái xắn quần lên, tụi em dọn chị. Dọn xong xuôi đó, thiệt tình là khi mà trời sẩm sẩm tối tụi em thấy một đoàn máy bay trực thăng của Mỹ tới là bốc. Tụi em cứ 60 người một chuyến, 60 người một chuyến là bỏ hết tất Là đi cả mọi nguyên gia lại. đình là Dạ đi vâng, chiếc dạ vâng. mẹ đi chung Dạ luôn. vâng, dạ. Thôi giờ nãy giờ nói chuyện nhiều rồi. Chắc là Nhưng khán giả mà cũng muốn nghe Minh Hạnh. đúng rồi, nhưng mà khán giả cũng muốn biết là tại sao Minh Hạnh là ca sĩ và từ lúc nào Minh Hạnh trở thành ca sĩ. Không phải cái ca sĩ không phải là nghề của Minh Hạnh, tại Minh Hạnh rất là yêu hát và Minh Hạnh chỉ hát nhạc lính rất là nhuyễn, thành ra là các hội đoàn cứ thấy như vậy thương thì mời Minh Hạnh hát thôi ạ. Giờ Minh Hạnh có thể hát một bài để tặng quý khán giả cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang xem chương trình hay không kia? Dạ vâng, thì cái Dạ bài đầu mời tiên em. Minh Hạnh hát thì Minh Hạnh xin hát gửi đến quý vị nhạc phẩm Việt Kinh Kỳ của Minh Kỳ. Ngày mai tôi đã
chia phôi mấy ai không bồi hồi kể chuyện buồn vui mãi ghi trong lòng tôi. Bạn ơi mai này ai hỏi đến tên tôi rằng tôi đã khoác chiến y xa rồi. Người thứ về là khi nước non thôi bình yên. Nhớ lúc lên đường đưa tiễn chân tôi, dừng dừng khóe mắt mẹ nhắn đôi lời, duyệt thù lập công cho xứng tài trai, sắc son ghi lòng chở phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, con đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền xưa nguyện khắc trong tim bao giờ đã quên. Rồi đây mai này ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói cánh chim tung trời. Người thứ sinh ấy đã xóa một nghìn cờ chia phôi, mấy ai không bồi hồi kể chuyện buồn vui mãi ghi trong lòng tôi. Nhớ lúc lên đường đưa tiễn chân tôi, dừng dừng khóe mắt mẹ nhắn đôi lời, diệt thù lập công cho xứng tài trai, sắc son đi lòng chở phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, còn đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền xưa nguyện khắc trong tim bao giờ dám quên. Rồi đây hỏi đến tên tôi, người ơi hãy nói cánh chim tung trời. Ngày mai khi đất nước hết binh đao, giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về thành đô nắm tay ta nhìn nhau. Ngày mai chia sẻ đến với chương trình này. Dạ. Người lính già ở Tennessee, dạ chào người lính già. Hôm nay gặp lại Phương Hồng Quế vắng mặt thì vui. Ba cô ca sĩ hôm nay mặc đồ đẹp hết. Hôm nay là sinh nhật của vợ người lính già tên là Elizabeth. Mong Phương Hồng Quế hát lại bài hát Ngày Hạnh Phúc. Câu đầu tiên là trời hôm nay xanh dạ. xanh cho đôi cành mướn. Dạ vâng, cái bài hát này thì Phương Hồng Quế cũng đã hát với anh Khoa ở trong cuốn Asia là Ngày Tân Hôn đó. Thì Phương Quế xin hát một câu để tặng cho người lính già Tennessee. Happy chúc birthday anh chị trăm năm chị hạnh Elizabeth. Phúc. Cũng giống như cái bài Ngày Hạnh Phúc của nhạc sĩ Lâm Phương, Tông Rê. Sẽ là nguồn sống của đời ta. Nhiều
Bài này Phương Quế thuộc, nhưng mà tại vì biết sao mấy hôm nay không có ngủ được rồi phải lo tang lễ của bà, thành thử ra là không có nhớ, không có đầu óc mà nhớ không, nổi ăn, không ngủ. Dạ vâng, xin quý vị thông cảm. Trở lại với Minh Hạnh, em cho khán giả cũng như là chương trình Tiếng Hậu Phương biết là em cảm nhận gì về bộ quân phục của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa chị, trong tất cả binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì màu áo nào thì em cũng yêu, mỗi cái màu nó tượng trưng cho một cái sự oai hùng và cái sự chị phải help em chứ. Tiếng Việt không có rành. Anh dũng, oai hùng thì rất là anh dũng, dạ. Rất là hiên ngang của dạ, người lính Việt Nam Cộng Hòa, dạ, đúng không? Dạ. Nhưng mà riêng với tiểu quân lục chiến là đẹp hơn hết đúng không? Tại vì là của ba mình. Của ba mình, dạ. Sau đây cũng có lời chia sẻ. Đây là lời chia sẻ. Hôm nay chương trình Tiếng Hát Hậu Phương rất hay. Ca sĩ Minh Hạnh hát hay và mặc đồ lính quá là oai hùng. Nghe nói mẹ Phương Hồng Quế mới qua đời, chị Bạch Mai ở Florida. Xin chia buồn cùng Quế và gia đình. Em cảm ơn chị Bạch Mai. Mong Phương Hồng Quế và Thanh Lan hát một bài nào đó về lính để tặng mọi người. Cảm ơn Đài Hồng Việt đã có những chương trình hay như vậy. Mình lính, mình thì 1 tỷ lính, nhưng mà mình còn mấy phút nữa hè để mình có thể mình hát một câu để tặng chị Bạch Mai. Thôi mình hát tình thương của lính đi, ba chị em mình hát tình thương của lính đi ha. Ok, hát được không hay là hát bài là lính đa tình? Tình thương của lính đi, là lính đa tình. Hạnh thuộc là lính đa tình không? Dạ. Dạ chơi luôn thì tông rê đi, tông rê đi dữ quá. Nghĩa dạ em có thể tặng chị Bạch Mai bài Người Lính Đa Tình. Người tình lính trung tình. Tình lính của nhạc sĩ Y Vân. Tình lính. Tình lính nhạc sĩ Y Vân. Tình non sông rất nặng, tình hai hồ ôm hồng, tình vũ trụ lá xanh. Và môi tình sớm đêm đêm là tình yêu trong lòng anh yêu em. Có lúc muốn hái hoa rừng, anh gửi về em theo áo. Và ngàn vì sao trên trời, kết thành một chuỗi em đeo. Dù rằng đời lính không giàu mà chắc không nghèo tình yêu. Anh là lính đa tình, anh là tình lính. Tình nó sông rất nặng, tình lính tình đa tình. Tình hai hồ ôm đồng, tình anh là tình lính. Tình vũ trụ ngát xanh, tình lính tình đa tình. Và môi tình sớm êm đềm là tình riêng trong lòng anh yêu em. Có lúc muốn hái hoa rừng, anh gửi về em theo áo. 3000 vì sao trên trời kết thành một chuỗi em đeo. Dù rằng đời lính không giàu mà chắc không nghèo tình yêu. Anh là lính đa tình, tình non sông rất nặng, tình hai hồ ôm cộng, tình vũ trụ hát xanh. Và môi tình sớm êm đềm là tình riêng trong lòng anh yêu em. Và môi tình sớm êm đềm là tình riêng trong lòng anh yêu em. Và môi tình sớm êm đềm là tình riêng trong lòng anh yêu em. Trời, tự nhiên Nghĩa sửa vỗ tay mình à. Dạ, sau đây là có những lời chia sẻ của chú Hiệp, anh Hiệp Trương ở San Jose. Chào anh Hiệp, gửi lời thăm hai cô Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan. Hai cô lúc nào cũng trẻ đẹp cả. Cảm ơn anh Hiệp. Hình như cô Minh Hạnh ở trong đại nhạc hội ở San Jose, cô đã mặc đồ lính này và hát nhạc lính, có đúng không? Dạ đúng rồi, bữa cảm ơn anh đó anh Hiệp. Anh Hiệp nhớ đúng rồi. Hình như tôi đã từng chụp hình với cô.
và rất tự hào về Minh Hạnh và người em trai của cô là tướng Lương Xuân Việt. Anh Hiệp Trương bữa ở bên San Jose có chụp hình chung. Cảm ơn anh Hiệp thật nhiều. Tất cả những mũi tổ chức nào mà về lính cũng có anh Hiệp Trương xuất hiện hết. Và anh Hiệp Trương cũng giới thiệu rất là nhiều những các binh chủng để lên chương trình Thiên Hóa Hậu Phương. Cũng rất cảm ơn anh Hiệp Trương và Phương Quế cũng một hai phút để cảm ơn chị Thu là vợ của ca sĩ Giang Tử cũng đã gửi lời chia buồn và gửi người đại diện đến phân ưu với gia đình Phương Quế cũng như là anh Đức Đoàn ở Houston, Texas và Phương Ngọc ở xa từ Houston, Texas cũng đã trở về California để tham dự đám tang thì Phương Quế xin mượn làn sóng này để cảm ơn tất cả những chương trình. Đại tá Nguyễn Thành Trí cũng ở Texas cũng có gửi lời chia buồn với gia đình Phương Quế rất là nhiều, thưa quý vị, đó là những cái thương mến mà đã dành cho Phương Quế mà với gia Phương đình. Quế rất là cảm kích những cái chân tình của quý vị và không biết nói một lời nào để mà hết cái tấm lòng của Phương Quế và gia đình Phương Quế gửi đến với quý vị. Và mong rằng quý vị tiếp tục gọi vào cho chương trình Tiếng Hát Hậu Phương qua số điện thoại 714-933-7877 để cùng chia sẻ với nữ ca sĩ Minh Hạnh ngày hôm nay. Dạ vâng. Rồi trở lại với Minh Hạnh nè. Em đi hát từ lúc nào mà ai là người dạy hát cho em? Ai là thầy của em? Cái sự là em đi hát nó không có phải là em phải vô trường lớp nào hết. Hình như là em đi một cái đám cưới. Em đi đám cưới thì em gặp anh Minh Tân. Minh Tân. Dạ, thì nhạc sĩ Minh Tân đó. Nhạc sĩ Minh Tân, dạ. Thì lúc đó không có ca sĩ thì em lên em hát. Và em được hát hồi xưa. Rồi cũng có một cái buổi mà em đi, em chỉ đi coi văn nghệ thôi, nhảy đầm thôi. Thì em nhớ rất là rõ là cái ngày đó là phải có Elvis Phương và Lệ Thu. Nhưng mà hai anh chị bận ở đâu không tới được và khán giả rất là đông. Thành ra anh Minh Tân mới nói em, Minh Hạnh lên chơi đại đi. Minh Tân nói như vậy. Thì Minh Hạnh cũng mới dạ, thì Minh Hạnh lên. Mà lúc đó thì thật tình Minh Hạnh hát được ba bài thì Minh Hạnh cũng hát. Rồi ông chủ phòng trà mới nói ô cô này hát được. Thì từ đó là Minh Hạnh theo. Năm nào kia? Hình như là năm 89 đó chị. Xong rồi những cái buổi hát cho cộng đồng thì em được ban nhạc của Moonflower. Em làm ca sĩ cho Moonflower. Bây giờ cái cuộc đời ca hát của em chắc là cũng còn nhiều cái mà nghĩa là hấp dẫn lắm, lôi cuốn lắm. Tại sao em đi hát thì thôi giờ chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ thì xin phép quý vị cho chương trình tạm ngưng trong giây lát để mời quý vị xem một số ít thông tin thương mại của đài. Dạ vâng, chương trình hôm nay thì chúng tôi có tiếp đón nữ ca sĩ Minh Hạnh. Nhưng mà có một lời chia sẻ cũng rất là quan trọng để nhờ Trang Thanh Lan đọc sau trước. Sau đây là Mũ Đỏ Nguyễn Hữu Cang ở Florida muốn gửi lời nhắn thông báo cho tất cả các quân nhân sư đoàn 9 bộ binh là cựu thiếu tướng Trần Bá Di bị tai nạn giao thông hôm qua đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Orange County của Florida chờ giải phẫu. Thông báo cho tất cả cựu quân nhân của sư đoàn 9 bộ binh biết. Dạ vâng. Chúng em cũng chúc, xin thiếu tướng chúc thiếu tướng mong bình phục. Dạ vâng, sau đây cũng là một lời chia sẻ nữa của anh Trần Minh Châu ở Denver, Colorado. Dạ chào anh. Hôm nay Phương Quế và Trang Thanh Lan mặc áo dài khác nhau trông thấy rất ngộ, rất đẹp. Người được mời là ca sĩ Minh Hạnh, em gái của chuẩn tướng Lương Xuân Việt. Chị gái của chuẩn tướng Lương Xuân Việt đã làm rạng danh gia đình cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Thật là vinh hạnh lắm. Cô Minh Hạnh hát quá hay, cô có thể hát cho nghe bài Chuyến Tàu Hoàng Hôn không? Thân mến chúc cả ba cô và nhạc sĩ nghĩa sửa an vui và hạnh phúc, may mắn trên con đường nghệ thuật. Chuyến tàu Hoàng Hôn em thuộc không? Em thuộc Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Em không thuộc. Thôi chắc chị quá. Chuyến Tàu Hoàng Hôn chị sẽ hát một câu để tặng cho một đoạn để tặng cho anh Trần Minh Châu ở Denver và tặng tất cả quý vị. Chiều nào tiễn nhau đi bóng ngả xế tàn, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta, muốn
lòng tan, níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sau cho tàu đứng đi, sẽ nằm trong tim khuất xa rồi biết đâu thì mưa thu bay bay sẵn sẽ làm ướt vai mình. Hoàng hôn dần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương. Em yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình, đường bao nhịp lối, tình trăm nghìn lối hướng theo một bóng người. Tà dương cuốn trong sương là mỗi lần ngóng. Đời chuyến xe xưa về chưa? Nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai còn thêm yêu thương dắt lên muôn vàn oán hận. Nếu mai anh về cũng trên chuyến tàu bài mà tại sao mà Trang Thanh Lan hứng quá hát một bài nghe cũng vui cũng hay, cũng hay đến không được chỉ sợ đời là đường mà mình không hát mình cũng ráng chịu lắm đến không được đời không hát mình hát. Dạ em Minh Hạnh có thể cho khán giả của chương trình Tiếng Hát Hậu Phương biết được là em có một cái kỷ niệm gì đáng nhớ nhất trong cuộc đời ca sĩ của em hay là không, từ lúc em đi hát năm 1989 dạ tới bây giờ? À, đáng nhớ nhất của em là năm em đi qua bên Florida, và khi mà cái thời đó Linda Trang Đài được nổi lắm, mà Linda Trang Đài có một cái phòng riêng cái phòng riêng để thay quần áo, thì em đứng em đợi hoài ở ngoài cửa đó một hồi nữa thì đợi không được, thì em ra em ngồi một chút xíu thôi là bao nhiêu là khán giả quay bên em xin chữ ký, tưởng em là Linda Trang Đài. Cũng vui. Vui lắm chị. Thành ra em là Linda chân dài chứ không phải là Trang Đài, tại vì em là cao hơn Linda, đó là Linda chân dài. Linda chân dài. Dạ hồi nãy em chị thấy em có một tập một cái bài gì mà chị thấy rất là hay, cái bài Điều Cha Cha Cha. Em có thể nãy như theo lời yêu cầu của quý khán giả yêu cầu em hát thêm bài nữa thì em có thể em hát hay không? Mời. Bài gì cưng? Cái bài này hình như là bài Đường Khuya. Cũng của nhạc sĩ Minh Kỳ. Hình như em kết hợp dòng nhạc của nhạc sĩ Minh Kỳ. Cùng họ Minh nhé. À cùng họ Minh. Còn là bao hình bóng nhớ lúc chia tay, những đêm phương bờ bùi ngùi thôi chẳng nói bóng ai xa rồi mà ai đứng nhìn theo. Đêm anh đèn vàng đèo khuya vắng người vẫn hạt mưa rơi trên lối mòn, còn mình tôi nhớ người ngàn phương xa vắng. Còn mình tôi nhớ người thương.
nơi chốn xa xôi. Có người tiếng vần thơ bà kể, tiễn bước ai đi sống pha muôn trùng để ngày mai còn đây lấy câu tâm đầu mà vui hết ngày sau. Đêm lắng chìm vào ngàn sao cuối trời, những hạt mưa rơi trên lối mòn còn tình tôi nhớ người ngàn phương xa vắng. Đêm anh đèn vàng leo khuya vắng người, vẫn hạt mưa rơi trên lối mòn còn tình tôi nhớ người thương nhớ đầy vui. Đường khuya phố buồn phố xưa răng đầu, biết tại sao chị có một cái câu hỏi thắc mắc. Dạ. Em sang Mỹ năm nào mà em hát nhạc Việt Nam rõ như vậy? Em lúc là mấy tuổi? Lúc là em mấy tuổi? Không nhỏ lúc đó mấy tuổi? Lúc em 14, 15 tuổi rồi. Tất nhiên là em cũng đi học ở Việt Nam tiếng Việt rồi. Em học và em học là nữ trường học Trưng Vương mà, thành ra cái giọng Bắc của tụi em là vẫn giữ. Ôi, dạ. Chị em hát tiếng Việt giỏi quá em. Dạ. Chị nghe em nói là qua từ nhỏ, thành ra chị dạ. không có biết là lúc đó em bao nhiêu tuổi dạ. mà em hát nhạc Việt Nam mà rất là rõ mà dạ. rất là hay. Cảm ơn chị. Mình qua đây hai mấy năm cũng nói tiếng Việt rõ vậy. Nhưng mà tiếng Mỹ không bao giờ biết. Gì cũng quên đi mà. Có nhiều chữ mình quên thôi, dạ, có nhiều chữ mình quên mình không có nhớ tại mình không có dùng hàng ngày đó tiếng chị. Tiếng Việt quên mà tiếng Mỹ cũng chưa biết. Cũng không nhớ luôn, cũng không biết luôn. Trở về lại với bố của em thì yeah. Minh Hạnh có thể cho tụi chị biết cũng như là khán giả biết em có một cái kỷ niệm gì đáng nhớ nhất với bố hay không? Giữa em và bố. Bố có kể những cái thành tích hành quân của bố hay là những chiến công gì của bố hay không? Thường thường thì cũng như nãy em nói với chị đó là tụi em là gần với bố, là đứa bố về một cái là bảy đứa con gái là bu đấy bố. Ở ngoài đó thì bố em rất là nhìn bố em sợ lắm, oai hùng lắm. Đeo cái kính đen để mặc, bố em không bao giờ mặc áo mà bỏ vào trong quần hết nha. Bố em mặc là ba gai đó. Mặc dù là các chức tước mà bố em ba gai, bố em bỏ áo ngoài quần mà xắn tay áo. Thành ra là mấy người nhìn cũng có vẻ cũng hơi sợ sợ đó. Nhưng mà đối với trong gia đình bố em rất là chưa bao giờ tụi em nghĩa là bị bố la, hay là khi mà tụi em làm một cái gì sai đó, cái đầu tiên á là bố gọi lại ngồi lên đây, ngồi vào lòng bố em sẽ dẫn giải, nói sai nói đúng một hồi nữa, cái mình cảm thấy là mình làm sai quá rồi tự mình hứa là mình sẽ không làm. Bố em chưa bao giờ mà phải dạy con bằng roi vọt hết. Thành ra là tụi em lớn lên thì cũng nhớ hoài những cái hình ảnh đó và dùng những cái cách đó để mà không ý của chị cháu. Hỏi là em có với cái thành tích của bố, cái chiến công của bố mà khi mà bố đi hành quân về có kể cho em nghe hay không? Ô thì cái thời mà bố đi hành quân là chị biết là cũng thuộc loại cũng như là thời bình nhiều hơn là thời chiến, nhưng mà em thấy chân cẳng của bố bị vết đạn đó, chị bị thương. Bị thương là rất có là thể nhiều. Là lúc bố đi hành quân thì cô này còn bé, nhỏ lắm, dạ, nên là cô dạ. này đâu có biết, bố dạ. đâu có kể cho cô này nghe, có dạ. thể như người chị lớn có thể biết thôi. Dạ. Nhưng mà bố sang Mỹ rồi bố mất năm nào? Ô bố em bị ung thư mất sớm lắm chị, bố em mất lúc 97, năm 1997. Tức là bố vào lúc bao nhiêu tuổi? Lúc con mới có 6-15 tuổi mà lúc đó Việt mới có chỉ là đại úy thôi. Thành ra là bố em không thể nào mà ngờ được là ngày hôm nay là thế mà bố nhiều khi là ở một nơi xa rồi bố cũng rất là hãnh diện về con của mình. Dạ, có những lời chia sẻ của anh Quỳnh ở Ohio đang coi tiếng hậu phương, ba cô đều bận đồ rất là đẹp, ca rất là hay. Cảm ơn anh Quỳnh. Nhưng anh có một yêu cầu gửi tới hai cô Trang Thanh Lan và Phù Hồng Quế. Hai cô hát bài lính. Nói về chương trình lính, mong cô một ngày nào đó hai cô mặc đồ lính một lần mỗi tháng thì chương trình chắc sẽ vui hơn. Gửi lời đến ca sĩ Minh Hạnh.
rất vinh hạnh cho người chị gái của gia đình của Trung tướng Lương Xuân Việt. Cảm ơn Đài Hồng Việt đã có chương trình rất hay. Cảm ơn anh Quỳnh rất là nhiều. Thì Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế cũng định khi nào mà có một cái dịp nào đặc biệt thì hai đứa sẽ mặc đồ lính để cho các anh coi. Dạ. Thì Trang Thanh Lan thật sự là rất yêu đồ lính. Nhờ không có dịp để mặc thôi thì Trang Thanh Lan hứa là hôm nào Phương Quế sẽ dẫn Trang Thanh Lan đi may một bộ đồ lính để mặc. Nhưng mà thích lính bông thì thôi chứ không có thích lính trơn, thích bông hoa lá cành vậy đó. Nhưng mà sự thật mà nói cái chương trình này mà không có mặc áo lính á là không phải là đổ thừa, nhưng mà Trang Thanh Lan á là yêu màu lính nhưng mà sợ rằng mặc áo lính mà ngồi rồi chẳng hạn Trang Thanh Lan người bé bỏng dễ thương xinh xắn, sợ mặc đồ lính thế không có oai, thành ra Trang Thanh Lan không nhận lời mặc cái bộ đồ lính. Cho nên Trang Thanh Lan chưa có bộ đồ lính nào, nhưng mà trong tương lai thì Trang Thanh Lan hứa với quý vị khán giả rồi, Phương Quế thuyết phục rất là nhiều, nhưng mà hôm nay anh Quỳnh khán giả yêu cầu thì chắc chắn là lúc đó sợ thì Trang Thanh Lan hát bộ đồ bận đồ lính vô thấy ồ nhỏ xíu bận không qua chút nào. Nhưng mà cái màu lính lúc nào cũng ngoài hết. Trang Thanh Lan nói tại nghĩ vậy là Trang Thanh Lan nghĩ như vậy là không có đúng. Em lại sợ chị mặc bộ đồ lính là quá sexy nó mới ghê. Quá đẹp mới ghê. Đúng là quá đẹp. Dạ. Cảm ơn Nghĩa nói vậy tuần sau bận đó. Dạ, mặc thử đi. Mất công rồi mấy bác mấy chú là la lên nữa. Đó. Trời ơi, ở đây sexy quá. Ở đây có cái tiệm bán quân phục của anh Hưng là cái là quần áo mà rộng lớn cỡ nào anh cũng sửa được cho mình hết, nhỏ cỡ nào anh cũng may được cho mình hết. Thành ra rồi có lại yêu cầu hát bài lính thì hát bài gì? Bài lính bài gì hả? Để chương trình chúng ta còn bao nhiêu phút nữa ha? Còn mấy phút nữa, còn tới 10 phút nữa. Ồ còn rất là nhiều, chúng ta hát bài lính thì bây giờ ta la hát đi. Ta lá một mình đi, tại vì hôm nay chắc Quế hát một mình. Chắc hát cùng 15 trái ngộ đi ha. Suốt đêm không ngủ, hình như Thông Lan. Bài có Thanh Sơn, bài có Thanh Sơn. Thì Trang Thanh Lan cũng định hát bài 15 trái ngộ để tặng các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là bao nhiêu năm, 10 năm không gặp, 10 năm trái ngộ. Mà mình là hình như 4 cái 10 năm rồi. Thành ra được 40 năm rồi, Trang Thanh Lan hát lại bài này để tặng các anh chiến sĩ. Không phải Thông La đâu, hình như là có thể. Là thứ Tông Rê. Suốt đêm không ngủ. Tông Rê đó, Tông Rê đó chứ không phải La đâu. Rê dạ. Rê đó, Rê đó. Lên thông đấy. Cao quá nha, Rê là vừa đó. Suốt đêm không ngủ, bên tách cà phê đêm chung ta ôn chuyện đời. Ngày mình vừa hàng
này chắc là mấy anh lính nghe nhớ kỷ niệm lắm. Dạ vâng, sau đây thì có lời chia sẻ của anh Thomas Lê gọi từ Westminster. Có câu hỏi thắc mắc rằng Minh Hạnh nói bố Minh Hạnh đã mang 7 con gái lên máy bay nhưng không nghe kể đến mẹ của cô, thế bà bây giờ thế nào? Dạ thưa quý vị khán thính giả, thưa anh, mẹ Minh Hạnh thì vẫn còn sống ở Los Angeles, nhưng bây giờ thì cụ hơi bị lẫn một tí. Sao nữa chị? Thì đó, thì cụ bị lẫn một năm nay cụ bao nhiêu tuổi mà? Mẹ em năm nay được 83 tuổi rồi. Cụ hơi bị lẫn chút. Nghe Minh Hạnh kể chuyện bà mà lẫn dễ thương vô cùng. Xin là em dạ, dễ thương quá. Nghe lúc nào lúc mà Việt về hỏi ai phải không bà? Dạ, hỏi vâng. Việt về cứ nhìn Việt, tại vì lẫn rồi thì mẹ em chỉ nhớ Việt lúc bé thôi. Thì ra là khi rồi mà nói là ai đây, cái Việt đấy là Lương Xuân Việt, thì mẹ mới nói không phải, thằng cô. Chị tức quá Việt, cái đó là Lương Xuân Việt. Một hồi nữa Việt đấy tức quá hỏi sao Việt đấy, Lương Xuân cô. Ai nói vậy? Việt đó, Việt mới Việt về thăm mẹ được 2 tuần trước, trước khi mà Việt nhậm chức lại ở Patagon nha. Đó, thì ra bà cụ dễ thương lắm, không nhất định là không có chịu nhận cái đó. Cái này nói Việt là xấu quá, để cái tóc cái ở trên đầu nó có cái gì, tại Việt cắt tóc húi cua đó, ở trên nó có một cái chỏm đầu, bà xấu quá. Không có đẹp trai như con của mẹ xanh. Thì có lời chia sẻ của anh Phương Lục Hải Quân ở Arizona, có lời khen đến ba cô trong chương trình Tiếng Hậu Phương hôm nay. Nếu Trang Thái Lan có mặc đồ lính thì anh thấy Trang Thái Lan nên mặc bộ quân phục của thủy thủ hải quân thì sẽ chưa đúng rồi. Anh Phương Lục em rất là cảm ơn anh. Quế sẽ cho em mượn bộ đồ hải quân đó thưa anh. Cô có sợ mặc không đẹp thì Quế nói mặc áo hải quân rất là dễ thương, nó có một cái viền xanh, áo trắng viền xanh mà có một cái chắc nhờ mình dễ thương mặc đồ hải quân dễ thương đó, cho nên là đúng ý của Phương Quế, nói Trang Thanh Lan nếu sợ thì mặc một bộ đồ trắng, mặc một tây trắng và một cái áo hải quân rất là dễ thương, mà năn nỉ hoài không chịu đi may. Mà Quế thì nói thiệt với quý vị, rất là nhiều đồ lính binh chủng nào cũng có hết. Mà chờ Trang Thanh Lan mà không chịu mặc, từ từ tới giờ còn 5 phút nữa thôi. Chị Châu Tuấn ở Texas muốn gửi lời chia buồn đến Phương Quế cùng gia đình. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ thì bà cũng có tu và ăn chay từ năm 40 cho đến năm bà 90 tuổi bà qua đời. Cho nên khi mà bà ra đi thì bên cạnh cũng có rất là nhiều chư tăng đến để mà hỗ trợ cho bà lúc bà ra đi. Cho nên chúng em cầu nguyện cho bà để cho bà lên được vãng sanh cực lạc. Cho nên là rất là cảm ơn chị đã chia sẻ với gia đình chúng em. Và chia sẻ của Jennifer, chị mình hôm nay lên chương trình Tiếng Hát Hậu Phương đẹp quá, chị lúc nào cũng đẹp và nói chuyện rất thiệt tình. Cảm ơn em Jennifer rất nhiều. Thì mình còn thời gian 5 phút nữa thôi, thì Minh Hạnh có lời gì nhắn gửi với các bạn bè hoặc là các đấng đàn anh của mình trong các binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa không? Chị không có cho em cái ý trước, thì nói thiệt tình em cũng không biết nói gì hết. Nghĩ sao nói vậy? Mẹ chỉ mong rằng cái sự chiến đấu cũng như cái sự hy sinh của các anh, Minh Hạnh lúc nào cũng quý mến và lúc nào cũng trân trọng hết những cái tình cảm mà đặc biệt Minh Hạnh dành hết tất cả cho những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Rất hay. Có vậy mà nó không hay gì đâu. Tiếng Việt quá giỏi. Vậy mà lên nói mình muốn khóc luôn. Chắc là chúng ta hát một bài hát gì đó đi để chia tay quý vị khán thính giả. Em mặc màu áo hoa nè. Đó, bây giờ mình hát cái bài màu áo hoa rừng đi. Là chúng ta hợp ca bài màu áo hoa rừng của Thùy Linh và Huy Phong. Tác giả của Thùy Linh và Huy Phong. Lâu lắm mình chưa có thấy ai hát ha. Bây giờ mình hát bài này để tặng các anh chiến sĩ có những màu áo hoa rừng, cũng như là các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những binh chủng khác. Tất cả các binh chủng. Ra đi với chiếc áo xanh màu hoa, ngày anh ra đi vai súng hiên ngang đường xa, băng suối qua rừng chập trùng hay những đêm dài lạnh lùng, sương mờ neo vắng bước chân anh không đài ngủ, tình thương mênh mông em vẫn tin nơi người đi, dù bao gian nguy cương quyết sống
non nước đang chờ đợi người. Anh là chim chiến áo xanh hoa rừng thắm tươi. Rồi hôm nay đây, chiến thắng anh quay về đây. Vòng hoa trên tay, em đến chào anh người trai. Năm tháng vui tròn, nụ cười, nón nước tưng bừng đợi chờ. Bao người chiến sĩ áo xanh hoa rừng khắp nơi. Vang thành công ca cảnh một lòng. Rồi hôm nay đây, chiến thắng anh quay về đây. Vòng hoa trên tay, em đến chào anh người trai. Năm tháng vui tròn nụ cười, non nước đang chờ đợi người. Bao người chiến sĩ áo xanh hoa rừng khắp nơi. Bao người chiến sĩ áo xanh hoa rừng khắp nơi. À, mời Minh Hạnh gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Hồng Việt TV. Tạm biệt một lần nữa thì Minh Hạnh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại. Chào chị Phương Hồng Quế, chị Tranh Thanh Lan, cũng cảm ơn Nghĩa Sữa rất nhiều. Dạ, rất cảm ơn Minh Hạnh và chương trình Tiếng Hậu Phương tới giờ chia tay rồi thưa quý vị. Những câu chuyện vui buồn đã qua. Hôm nay thì Trang Thanh Lan, Phùng Quế, Minh Hạnh cũng như Nghĩa Sữa rất cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua với chương trình Tiếng Hậu Phương và với gia đình Phùng Quế. Xin kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Hẹn tuần sau cũng vào giờ này 7 đến 8 giờ giờ Cali. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương.